รีคอร์ดนะXóa màn hình thằng này chuyên hack CC DL mà đánh như đam sum ấy nha. Đang xóa màn hình. Nó tắt nó không bật hunting log rồi. Hack the free đến tận đây ấy. Mặc kệ set kệ survivor ấy. Silver này, nó silver này. Bọn này là trong cùng bọn Inca War ấy được ạ. Ừ. Thế biết sao tôi biết không? Sao? Con rồng này nó mua của tôi. Chịt. Vãi. Hôm trước trước ra mua 500B con rồng nha. Nói chung là còn Wing 4 nữa, còn Silver mày chết. Công vệ socket đấy. Socket này, mặc Silver này, đây Silver thần này, Silver X rồi. Wing 4 này. Vụt. Vụt như điên. Một hit coi như là bằng zoom luôn gì nữa. Bình thường thằng này nó hack ở trong CC thằng ngay là mình không tóm được tên ấy. Mặc dù là check bảng xếp hạng là biết ngay thằng nào mà. Và bình thường không tóm được video. Phát này là coi như xong rồi. Vì đầy đủ thì xong ra vì dở giấc hết. Một cái người nào. Cần thêm thông tin thêm nha. Không check ở hunting log thì... Để Sapa đúng không? Bye. Okay.